kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Lãnh đạo Công an tỉnh Yên Bái cho biết, sau hơn 4 tháng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã có kết luận điều tra ban đầu vụ án nghi phạm Đỗ Cường Minh, chi cục trưởng chi cục kiểm lâm tỉnh, dùng súng quân dụng sát hại ông Phạm Duy Cường, bí thư tỉnh ủy, và ông Ngô Ngọc Tuấn, chủ tịch Hội đồng Nhân dân kiêm trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Yên Bái. Như đã thông tin ban đầu, vào lúc 7 giờ 30 sáng ngày 18 tháng 8, Công an tỉnh nhận được tin báo tại trụ sở tỉnh ủy Yên Bái xảy ra vụ nổ súng, nên ngay lập tức triển khai lực lượng nhanh chóng tiếp cận bảo vệ hiện trường. Khi công an đến, phát hiện ông Phạm Duy Cường và ông Ngô Ngọc bị bắn gục trong phòng làm việc. Ngoài ra, công an phát hiện nghi phạm gây án là ông Đỗ Cường Minh, chi cục trưởng chi cục kiểm lâm cũng nằm gục tại hiện trường. Khám nghiệm hiện trường, công an xác định hiện trường vụ án không bị xáo trộn, phòng làm việc của cả ông Tuấn và ông Cường không bị lục soát. Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ 4 vỏ đạn, 2 đầu đạn tại phòng ông Cường, 4 vỏ đạn, 4 đầu đạn trong phòng ông Tuấn và một khẩu súng K-59 tại phòng ông Tuấn. Khẩu súng này đã hết đạn. Kết quả khám nghiệm hiện trường xác định trong phòng có một chiếc cặp, bên trong có 50 triệu đồng. Trong phòng ông Tuấn có két sắt, bên trong có 100.000 USD, 1,5 tỷ đồng và một số nhẫn chưa được xác định chủng loại, giá trị. Kết quả khám nghiệm tử thi xác định thi thể ông Cường có 4 vết đạn, ông Tuấn có 3 vết đạn, ông Minh có 3 vết đạn bắn xuyên từ thái dương bên phải sang bên trái. Giám định khẩu súng xác định các đầu đạn do khẩu súng K-59 bắn ra. Khám ô tô của ông Đỗ Cường Minh, đổ ở sân ban tổ chức tỉnh ủy, phát hiện dưới tấm lót sàn trong ô tô có một con dao nhọn tự chế chui gỗ dài 35 cm. Để cập nhật được những thông tin mới nhất, quý vị và các bạn có thể ấn subscribe và like kênh Báo Nói. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.